Còn mày đeo giúp mày. Anh Đạt đâu? Mấy anh em Đạt đâu? Bây giờ 15-30 phút. Mẹ sao chị? Ôi, về. Tao một chuyện với đàn bà. Mày 15-30 phút rồi mày vào. Bao lâu nay ta đâu có hận thua ai, sao đời lại cứ oan trai ta như vậy? Hay vì những đồng tiền cùng lời danh làm ta cách xa và thương nhớ. Nhưng không sao, mỗi tối bất chợt tụ hợp cả đám ngồi cùng với nhau quay quần, cho truyền những đêm ngày thời cô liêu. Này, chuẩn bị vào sữa rồi nhá. Sao bên nhà rồi con này? Ôi, đói quá. Nó gặp đây làng Bùi rồi. Hello mọi người nha. À, chào, chuẩn chào mọi người đây con. Chào cô chú ý. À, con ạ. Con chào cô. Đấy. Chào chú. Cô chú ơi. Thế à, anh em ạ, đến tôi hôm nay 3 hôm rồi giờ mình đón tranh trà. Anh em tôi... Mình có việc ấy mọi người ạ. Mình ăn dỗ ông bà. Ba hôm rồi, mẹ xe ông Tùng này đúng không? Biết Thám. Đi xe ông Tùng này đúng không? À, nó nhìn đúng nó rồi, đúng rồi. Thôi đi về đi. Hả? Vừa hôm qua bảo anh đánh nó mà. Nó quay lại. Kia bọn Tùng quay lại đuổi kia không thấy ạ. Thế nào mình cái xe máy thôi, từ thôi. Đến đi rồi. Nó rồi tới thì cứ ở trên xe nha. Chờ người một tí. Chờ người làm gì? Mình đi chậm cho mày chặn luôn. Làm sao? Tôi đi về. Thế nào nó ở chậm. Đây là. Cái còi kìa anh. Chạy nó cả. Chạy nó. Chậm rồi. Ai rồi? Con chó hôm qua bị mình đánh. Cay à? Làm sao? Chưa chừa à? Mẹ à? Mày đi xuống. Chưa chừa à? Mày nói chưa chừa mẹ mày. Đi xuống đây. Cay, cay hôm qua bị đánh cay. Mày bắt lẻ hả? Này, chúng mày bắt lẻ không là bố mày bắt lẻ rồi mày bắn đi xuống đây. Bố mình đeo xuống. Cái mẹ mày. Mẹ hay này, chỉ có anh em thôi à? À có cả cha anh. Bố mày hôm nay đi đường vợ, bố thì đánh nhau. Đây, để gì? Để vợ mày đấy, mày muốn mày này xuống đây. Làm sao? Đây, solo 2, 2 mày xuống đây xem bố mày có đá mồm mày không? Thôi anh để em xuống em nói chuyện thôi. Nào. Anh để em xuống. Xuống gì? Anh có để em xuống không? Để em xuống đi. Không, xuống. Đây, tao tát mày luôn đấy chanh ạ. Cái gì? Anh chạy được ngoài thôi. Anh cầm đấy. Anh bế con em bảo sao? Em để em nhanh lên. Anh. Không phải xuống. Để em xuống. Xuống xem, gì? Xem anh ý làm gì? Xem anh ý làm gì? Anh ý làm gì? Làm gì? Xem làm gì luôn? Tao không nói chuyện. Em xuống đây. Hiểu không? Tao mẹ à luôn. Cái gì? Mẹ con mẹ. Mẹ mày xuống đây. Mẹ anh à? Chó này. Con mày đánh ai? Bố đánh mày đấy. Cay. Đây là chuyện. Anh để em xuống đi. Nó xuống anh, gì? Để em xuống, anh bế con em xuống nhanh lên. Thế bạn, bạn quay mặt những con chó này nhá. Này, để em nhanh. Xuống gì? Em sẽ làm gì? Rồi xuống. Mẹ mày trông mày làm, mày trông mày phải chịu. Tao có chuyện mày.
mừng hay không? Ôi giời, xuống làm gì? Xem tranh xuống làm bọn nó dám mà bịt mẹ làm gì? Ê, vợ ta ra ngoài đi. Vợ ta hôm qua ta đánh chúng mày, hôm nay vợ ta ra đây làm gì làm? Hôm nay ta đi đón vợ ta, tao không thích đánh nhau. Bạn gọi mấy thằng nhé. Tao bảo rồi, đánh được rồi, tao không thích nói chuyện ạ. Gọi mấy em. Thôi phải, đang à. Xuống đâu có dám làm gì đâu, tôi bây giờ đánh con gái nhục lắm. Ừ. Của anh em. Anh em mấy anh em đi đâu rồi? Mấy bọn thằng Tùng nó đang chặn em mà. Tranh cứ lên xe đi. Đang Bùi đặn sang là mình với thằng Bùi ấy. Bùi là con mày ơi. Bây giờ bọn anh ở xa lắm. Mày đeo giúp mày. Anh đã ở đâu? Mấy anh em đã ở đâu? Mẹ sao chị? Ôi về đi. Đâu tao một chuyện với đàn bà. Lẽ được nói đấy, cứ đi về đi. Không ở trong xe đừng ra ngoài. Mày 15-30 phút rồi mày vào. Tầm 15-20 phút.